Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 27 tháng 6 anh em. Rồi, buổi tối hôm nay thì em lên cho anh em khoảng mười mấy lô anh em, mười mấy lô mấy cắt cỏ ha. À, hôm nay thì em có về được mớ ba lô anh em. Mớ ba lô hải ha, có cơm mát su luôn nha anh em. Cơm mát su. Rồi đây có Magu nè, Echo, có TG27 ba lô nữa nha anh em. Còn Robin 4 thì ha. Robin 4 thì máy lớn anh em, máy lớn tùm lớn luôn. Rồi. Echo 262 ba lô. Ra bóp hệ trên ống cần luôn anh em. Magu sắc lớn đó nè. Magu 26 sắc lớn luôn. Rồi đây có cơm mát su anh em. Một con cái TL23 ba lô. Rồi cơm mát su ba lô. Một con cơm mát su máy cần anh em. TH26 nữa ha. Rồi phía dưới này thì có là Tanaka anh em. Tanaka, Gubin rồi ha, Echo luôn anh em. Rồi em vô cái lô đầu tiên. Thì tối nay em lên cho anh em là cái lô này là lô máy cắt cỏ chưa dọn nổ nè. Thì máy này thì hôm nay em mới về ha. Sáng nay em mới về được lô 700 cây nha nè. Rồi cỡ này á, tình hình máy máy bãi thì nó hơi bị khó khăn anh em ơi. Không có hàng về ha. Rồi hôm nay thì lâu lâu em mới về được lô anh em ơi. Chứ năm rồi thì khi mà cái cảng nó mở rồi đấy ha, là hàng nó ra ồn à, dồn dập luôn anh em. Rồi hôm nay thì là về được 700 cây thì em lên like cho anh em ha. Rồi lô này lô đầu tiên anh em, Tanaka chữ A. Lô này thì bao đẹp luôn anh em, Tanaka chữ A ha, cực kỳ đẹp. Rồi lô này tay lái của nó là tay lái dài hết nha anh em, tay lái dài hết luôn. Chế là chế ga ngang, đèn đỏ tự động hết ha. Rồi hơi lửa ngon lành cho anh em luôn, tay lái dài luôn, bao đẹp anh em. Tem mát đầy đủ nè, đầu bò chén kịp dao thì đầy đủ luôn ha. Cái lô này cực kỳ đẹp anh em, tay lái dài luôn. Rồi Tanaka chữ A, lô này lô số 1 anh em, 600.000 cây, 6 cây là 3.6 triệu ha, lô số 1, Tanaka chữ A. Rồi ta lấy dài luôn. Tiếp theo là con số 2. Con số 2 là con này con Gobin nha anh em. Con này con Gobin ha, Gobin này Gobin 302 nha anh em, 302 ha, chế của nó là chế quanh gồ ga ngang luôn. Rồi con số 2 này là 1.7 triệu anh em, ta lấy dài luôn. Đầu bò chiến kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em. Gobin 302 lô số 2 1.7. Con này thì nó bị thiếu cái mão anh em, thiếu cái mão ha. Mặt giật của nó là mặt giật trợ lực luôn. Rồi con số 2 anh em 1.7. Tiếp theo là lô số 3. Lô số 3 là lô này lô Gobin anh em. Rồi lô này lô số 1 anh em, Tanaka chữ A nè, bao đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Bao đẹp anh em. 600.000 cây. Rồi tiếp theo là lô số 3. Lô số 3 này là lô Magu Makita. Makita Gobin nha anh em. Rồi lô này thì ta lấy dài hết luôn ha, ta lấy dài hết luôn. Lô này là Makita nha anh em. Lô này thì 22cc ha. Lô này nồng 32 ly nha anh em. Nồng 32 ly, 550.000 cây nha anh em. Ta lái của nó là ta lấy dài hết luôn. Đầu bò chiến kịp dao thì em bao cho anh em đầy đủ. Rồi Gobin hộp nha anh em. Lô này 550.000 cây, lô số 3. Tiếp theo là lô số 4. Rồi lô số 4 là lô Tanaka chữ A nha anh em. Ủa Tanaka giật sao. Lô số 2. Lô số 2. Rồi không có lô số 4 anh em ơi. Lô 1, lô 2. Rồi không có lô số 4. Rồi lô số 5 nha anh em. Lô 5 là lô này là lô Tanaka giật sao ha. Rồi lô này liền lạc bao đẹp luôn anh em, đỏ ao luôn ha. Rồi Tanaka giật sao anh em. Lô này tay lái của nó là tay lái dài hết luôn, tay lái dài hết luôn. Đầu bò chiến kịp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi đầu bò của nó là đầu bò 24/7 khía anh em, 24/7 khía. Tanaka giật sao. Chế của nó là xài chế ga ngang lê đỏ tự động luôn anh em. Rồi tay lái là tay lái dài hết ha. Lô số 5. 6 cây 3.3 triệu, 550.000 cây anh em. Bao đẹp luôn ha, đỏ ao. Rồi 550.000 cây. Lô số 5. Lô số 6 là hai con Kawasaki anh em. TG27 ha. TG27 anh em. Rồi hai con này, con này nó bị bể cái áo anh em, bể cái áo thì em sẽ tặng cho anh em thêm cái áo ha. Rồi Kawasaki anh em, TG27. Tay lái dài luôn, tum gời luôn anh em. Đầu bò chấn kẹp dao thì đầy đủ luôn ha. Lô số 6.
2 cây 3,2 triệu, 1,6 triệu một cây anh em. Kawasaki TZ27 lô số 6. Rồi lô này là lô số 6 anh em. 2 cây 3,2 triệu ha, 1,6 triệu một cây. Kawasaki TZ27. Rồi Tanaka Việt Sao anh em, lô này 550.000 cây ha, 550.000 cây. Tiếp theo là lô số 7. Lô số 7 anh em. Lô này lô số 7 là lô Gobin bui đứng màu vàng. Rồi lô này là lô Gobin bui đứng màu vàng anh em, lô số 7. Lô này là lô nòng 33 ly anh em, nòng 33 ly ha. Tay lái lô này thì em sẽ tặng cho anh em tay lái dài mới luôn ha, cái nào thiếu em tặng tay lái dài mới. Rồi Gobin anh em, Gobin bui đứng. Tay lái dài, đầu bò chiến kẹp dao em bao đầy đủ luôn ha. Lô số 7. Rồi 5 cây 3,250, 650.000 cây anh em, 650.000 cây. Rồi lô này 5 cây 3,250, 650.000 cây, nòng 33 ly anh em. Chế có là xài chế ra ngang luôn ha. Rồi lô số 7, 5 cây 3,250. Lô số 8 là lô cơm Matsu anh em. Cơm Matsu, lô này em thấy bao đẹp anh em ơi. Hàng hôm nay về quá đẹp luôn nè. Đó, cơm Matsu, cơm Matsu. Cơm Matsu anh em. Cái này là dòng máy cơm Matsu hàng Trung Quốc xuất Nhật anh em, hàng Trung Quốc xuất Nhật ha. Rồi lô này thì tay lái là 1 2 3, 3 cái tay lái dài anh em, 3 cái tay lái dài và 1 cái tay lái tròn. Đầu bò chiến kẹp dao thì đầy đủ luôn cho anh em luôn ha. Rồi cơm Matsu anh em, hàng Trung Quốc xuất Nhật. Lô này 750.000 cây anh em, 4 cây là 3 triệu ha. Lô này bao đẹp luôn anh em. Đây là hàng Trung Quốc xuất Nhật cơm Matsu, nòng 34 ly anh em, nòng 34 ly. Lô số 8. Rồi lô số 9. Lô số 9 là lô này là lô Echo anh em. Echo này là Echo 200 ha. Echo 200. Rồi lô này 550.000 cây anh em, 10 cây là 5,5 triệu. Echo 200 anh em, bao đẹp luôn. Rồi lô này thì tay lái của nó là đa số tay lái tròn, em sẽ tặng cho anh em tay lái dài mới ha. Tặng tay lái dài mới luôn anh em. Cái nào thiếu tay lái, cái nào tay lái tròn thì em sẽ tặng cho anh em tay lái dài luôn. Tem mát thì bao đẹp luôn nha anh em. Đầu bò chính kịp giao thì đầy đủ luôn nè. Rồi lô số 9 nha anh em, 10 cây 5,5 triệu. 550.000 một cây ha. 550.000 cây lô số 9. Rồi này lô này lô số 9 nha anh em, 550.000 cây ha. 550.000 cây. Rồi đây là cơm Matsu nè, cơm Matsu hàng Trung Quốc xuất Nhật, nòng 34 ly, 750.000 cây. Gobin bugi đứng anh em, nòng 33 ly ha, 650.000 một cây. Rồi tiếp theo là lô số 10. Lô số 10 là lô này là lô Magu anh em. Magu này là Magu 23cc ha. 23cc anh em, nòng 32 ly. Tay lái của nó là tay lái dài anh em, có 1 2 2 tay cho lái tròn ha. Rồi đầu bò chính kẹp dao thì bao đầy đủ cho anh em luôn. Bao đầy đủ luôn anh em. Rồi cái này nó bị dính sình dính bụi anh em. Rồi Magu 23. Magu 23 ha, nòng 32 ly, bao đẹp anh em, hơi lửa ngon lành. Lô số 10, 10 cây 9,5 triệu, 950.000 một cây anh em, 950.000 cây ha. Rồi Magu 23 anh em. Lô số 10, 10 cây 9,5 triệu. Đầu bò chính kẹp dao thì em bao đầy đủ cho anh em luôn ha, bao đầy đủ luôn. Rồi tiếp theo thì lên máy ba lô anh em, máy ba lô. Rồi tiếp theo là máy ba lô anh em, máy ba lô ha. Rồi hôm nay lên cho anh em một số máy ba lô. Rồi lô số 11 anh em, tiếp theo là lô số 11 ha. Con này là con Kawasaki TZ27 anh em. Con này ba lô, mặt giật của nó là mặt giật trợ lực luôn anh em. Mặt giật trợ lực luôn ha. 26cc nòng 34 ly anh em. Rồi Kawasaki TZ27, con số 11 này là 1,5 triệu anh em. 1,5 triệu ha. Cần lắp dây đều đầy đủ anh em. À, cần lắp dây đều đầy đủ hết cho anh em luôn. Lô số 11 anh em, 1,5 triệu. Rồi lô số 12 là con Gobin nha anh em. Gobin này là Gobin 4 thì. Gobin 4 thì này là máy lớn nha anh em, tâm lớn luôn nè. Tâm lớn luôn ha. Gobin 4 thì. Con này Gobin 4 thì 3,5 triệu nha anh em. 3,5 triệu ha, con này cũng còn mới lắm, bình xăng lớn còn trắng sáng luôn nè. Rồi chỉ có một cái là nó bị mất cái mão nha anh em. Bị mất tiêu cái mão. Rồi con này thì nó thiếu cái mão anh em, bán cho anh em 1,4 triệu ha. Số 12 anh em, 1,4 triệu. Tay lái dài luôn, đầu bò chắn kẹp dao đầy đủ luôn anh em, đầy đủ luôn ha. Gobin
Robin nha anh em, 4 thì thiếu cái mão 1.4 triệu. Số 12, tiếp theo là số 13. Số 13 là con Magu. Đây. Rồi số 13 là con Magu này, là Magu 26 sắc lớn nha anh em. Magu 26 sắc lớn nha. Con này hiện tại nó đang thiếu cái khung nha anh em. Thiếu cái khung thì em sẽ lắp cho anh em cái khung đầy đủ luôn ha. Cần lắp dây đầy đủ luôn nè. Con số 13 này 1.4 triệu nè, đầu bò trắng kẹp dao đầy đủ luôn ha. Rồi con này bao đẹp nè, bao đẹp luôn nè, sát lớn nè. Đó, chỉ thiếu cái khung nữa ha. Rồi lô này 1.4 triệu, con này 1.4 triệu nè, số 13. Rồi số 14. 14 là con này là con Echo. Echo QS nha anh em, 262 ha. 262. Nòng 34 ly anh em, gà bóp cho nóng cần luôn nè, bao đẹp. Đó, gà bóp hệ luôn anh em. Mặt giật của nó là mặt giật trợ lực luôn. Đó, mặt giật trợ lực luôn anh em. Rồi con số 14 này là 1.2 triệu ha. 26cc nòng 34 ly anh em. QS 262 nòng 34 ly. Rồi số 14. Số 14 là 1.000.000. Số 14 là 1.2 triệu. Rồi tiếp theo là số 15. Số 15 này ghi đâu đây? Đây. Rồi số 15 là con Mitsu nè. Mitsu là Mitsu TL23 ha. Ba lô quải đồ đầy đủ nha nè. Rồi Mitsu TL23. Rồi con này thì tum gời luôn anh em. Cần lắp dây đầy đủ luôn ha. Tàu bò chén kẹp dao đầy đủ cho anh em luôn. Rồi lô số 15 nha anh em. Con này lô này 1.2 triệu ha. Số 15 1.2 triệu. TL23. Rồi tiếp theo là lô số 16. Số 16 là hai con cơm nha anh em. Cơm Mitsu là cơm Mitsu. Cơm Mitsu 26cc nòng 34 ly bình xăng trên. Rồi cái này nó thiếu cái bình xăng thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ ha, bao cho anh em đầy đủ đồ luôn nha anh em. Rồi lô số 16 là 2 cây 2.1 triệu. 1.050.000 cây nha anh em. 1.050.000 cây. Cơm Mitsu. Cơm Mitsu 26 2 cây 2.1 triệu. Đây cơm Mitsu 26 ha. Cơm Mitsu 26 luôn. Rồi, tum là tum gời luôn anh em. 1.050.000 cây. Cần lắp dây đầy đủ anh em, đầu bò chắn kẹp dao đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 16. 2 cây 2.1 triệu, 1.050.000 cây. Tiếp theo là lô số 17. Lô số 17 là hai con cơm tiếp nha anh em. Cơm này là cũng là cơm 26 luôn ha, mà bình xăng dưới nha. Cơm 26 bình xăng dưới, tum gời luôn. Lô số 17 là 2 cây 2.2 triệu, 1.1 triệu một cây. 1.1 triệu một cây nha anh em. Cơm Mitsu 26 số 17 bình xăng dưới. Rồi con này nó thiếu cái mặt giật thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ anh em. Thiếu cái mặt giật nè. Rồi cơm Mitsu 26 ha, 1.1 triệu một cây. Số 18. Số 18 là con TH26 tum gời nha anh em. Con số 18 là 1.550.000 ha. 1.550.000. TH26 tum gời. Rồi, cần lắp dây đầy đủ, đầu bò chắn kẹp dao đầy đủ luôn anh em. Lô số 18 ha, 1.550.000. TH26. Rồi, TH26 nha anh em. 1.550.000. Số 19 là con cơm Mitsu. Rồi, số 19 là con cơm Mitsu tum gời nha anh em. Số 19 là 1.4 triệu ha, tay lái dài luôn. Đầu bò chắn kẹp dao đầy đủ luôn ha. Rồi số 19 nha anh em, 1.4 triệu. Cơm Mitsu 26 nòng 34 ly tum gời. Tum gời luôn nha anh em. Đó, cơm Mitsu 26 ha. Rồi, lô này lô số 19 nha anh em, 1.4 triệu. Rồi anh em nào chốt lô nào thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha, là 0946 626 585 anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.